tránh dưới quê mình. Quê hương ơi thiết tha lời ca, tránh dưới quê mình. Tâm mê lòng trung trinh, nghĩa tình xô trước mai ngói dân mình. Giờ bị ma cây đã nhơi về, quý vị và các bạn vừa theo dõi một làn điệu chèo do soạn giả Mai Văn Lạng soạn lời. Soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng là người đã soạn rất nhiều lời cho các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc. Để tìm hiểu rõ hơn về những đóng góp của ông, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng sinh ra và lớn lên tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Anh đương đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng dân ca ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Yêu nghệ thuật truyền thống từ nhỏ, đặc biệt là các làn điệu dân ca, tục ngữ, ca dao qua lời du tiếng hát của ba, của mẹ. Mai Văn Lạng đã quyết tâm thi đỗ vào khoa sân khấu, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Thời gian này anh vừa học, vừa tập viết chèo. Anh may mắn được theo học các nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội của làng chèo như giáo sư Hà Văn Cầu, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và nhiều nghệ sĩ soạn giả tên tuổi khác. Là vì tôi biết em từ nhỏ, vì em học ở trường nghệ thuật sân khấu, mà giữa trường nghệ thuật sân khấu với lại nhà hát chèo thì rất là gần. Cho nên mỗi khi tập vở mà nhà hát tôi thì có những ba đoàn cơ. Cho nên đoàn nào tập em cũng sang, đoàn nào mà đi biểu diễn, nhiều khi em cũng theo đi diễn rồi đến đêm mới về. Chính vì vậy mà em có cái lòng say nghề, yêu nghề chúng tôi rất là quý. Sau khi ra trường, Mai Văn Lạng về công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền, ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại đây, anh có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu, viết lời mới cho nhiều loại hình dân ca truyền thống để phát trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phục vụ thính giả trên khắp cả nước. Với vai trò là trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, nhà báo Mai Văn Lạng cùng với các biên tập viên trong phòng đã cho ra đời nhiều chương trình hay. Đặc biệt là chương trình 8 Mai Văn Lạng, dài 45 phút phát sóng một tuần, một số trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã gây được ấn tượng bởi chương trình đã đem đến nhiều kiến thức về dân ca ba miền cho thính giả. Lối sống giản dị, hòa đồng và cách làm việc khoa học của soạn giả Mai Văn Lạng được bạn bè và đồng nghiệp cảm phục. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà phòng dân ca và nhạc cổ truyền có được những con người tài năng, và trong đấy thì đặc biệt là có anh Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca, cũng là một soạn giả mà được thính giả cả nước yêu mến. Bản thân cá nhân tôi thì học hỏi được ở anh rất nhiều, học hỏi được cả về niềm đam mê đối với nghề, say nghề, cháy với nghề và rất chịu khó đọc sách, học hỏi. Gần gũi với anh Mai Văn Lạng nhiều, mình học hỏi được rất nhiều và từ đó mình cảm giác là anh như một thầy giáo cầm tay chỉ việc từ những ngày đầu tiên. Bởi vì dân ca nó không phải là cứ ngày một, ngày hai mà làm được, mà nó cần có thời gian lâu dài. Mai Văn Lạng là một trong số ít soạn giả có những nghiên cứu cặn kẽ về hàng trăm làn điệu chèo, quan họ, hàng chục thể cách ca trù, các làn điệu hát văn, dân ca ví, dặm. Lời ca trong các bài dân ca lời mới do anh soạn giàu chất thơ, mộc mạc và giản dị nên dễ thuộc, dễ nhớ, cả về ý lẫn vần. Ở soạn giả là một con người thực sự là đam mê cái nghệ thuật truyền thống. Tất cả những cái làn điệu chèo rồi cải lương, rồi tuồng và những làn điệu dân ca của khắp mọi miền Tổ quốc thì soạn giả Mai Văn Lạng cũng luôn là người mà rất là yêu mến và tâm huyết, luôn tìm tòi, rất là khéo léo chuyển từ những cái lời thơ, lời hát vào với những cái thể loại làn điệu cổ truyền thống mà không phải bất cứ một soạn giả nào cũng có thể làm được. Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, soạn lời cho các làn điệu dân ca, soạn giả Mai Văn Lạng đã sáng tác dàn dựng thành công hàng trăm tác phẩm. Anh được bạn bè, đồng nghiệp gọi thân mật là người giữ lửa nghệ thuật chèo. Soạn giả Mai Văn Lạng còn lập kênh YouTube riêng để đăng tải hàng trăm tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền phục vụ khán thính giả trong nước và ngoài nước.
anh còn là người góp công lớn làm nên thành công của các cuộc giao lưu nghệ thuật chèo toàn quốc, trong đó có cuộc giao lưu giữa người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 6 năm 2020 diễn ra tại tỉnh Hưng Yên, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người yêu chèo trên khắp cả nước. Soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì rất là quen thuộc với tên soạn giả Mai Văn Lạng với những làn điệu chèo mượt mà trên sóng. Đó cũng là cách để một người yêu chèo như là soạn giả Mai Văn Lạng giữ gìn làn điệu chèo, phải không ạ? Thưa quý vị, Mai Văn Lạng rất là vui, rất là xúc động khi được Đài Truyền hình Hưng Yên mời lên sóng với đài hôm nay. Dạ, bấy lâu nay thì Mai Văn Lạng cũng rất là vui, rất là tự hào rằng là tên của mình thì thường thường được sướng lên trong các chương trình dân ca với hai tư cách, một là biên tập viên, hai là soạn lời mới. Và cũng rất trân trọng, cảm ơn khán thính giả cả nước đã giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để cho tôi được có một chút lan tỏa cái tình yêu của mình với cái dân tộc qua làn sóng, qua bài viết, qua những câu chuyện chia sẻ trên báo chí, phát thanh, truyền hình. Cố gắng làm sao với dân ca nhạc cổ truyền, với việc gìn giữ, quảng bá và lan tỏa cái giá trị tốt đẹp của dân tộc. Thưa soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, ông được đánh giá là người khoác chiếc áo mới cho nhiều loại hình văn nghệ truyền thống. Ông có cảm nghĩ gì về điều này ạ? Trong suốt mấy chục năm qua thì tôi liên tục đi nghiên cứu, sưu tầm, rồi là biên soạn lại các cái làn điệu dân ca của các vùng miền mà tôi đã được đặt chân đến, rồi là những cái bài hát mà mình chọn lọc đưa đến với thính giả cả nước, phải làm sao nó vừa mang tính dân gian cao nhất nhưng lại phải có cái đẹp trong nó, tức là giọng hát đẹp, tiếng đàn đẹp, rồi là thu âm cũng phải đẹp. Thưa soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, Đài Truyền hình Hưng Yên thì cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc thi hát chèo chuyên và không chuyên, và ông cũng là người tham gia trực tiếp và đồng hành trong suốt các cuộc thi đấy, thì ông đánh giá như thế nào về nghệ thuật chèo truyền thống ở Hưng Yên ạ? Từ nghìn xưa thì Hưng Yên có một nền nghệ thuật chèo rất là phong phú. Đặc biệt Hưng Yên thì là sinh ra rất nhiều người con ưu tú của nghệ thuật chèo, như là cụ Nguyễn Đình Nghị, rồi là rất nhiều các nghệ nhân, nghệ sĩ chèo hiện nay. Và trong nhiều cái cuộc giao lưu, cuộc thi nghệ thuật chèo do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên tổ chức, Mai Văn Lạng được tham gia với cách là đồng tổ chức, rồi là giám khảo, thì thấy rất là tự hào. Người Hưng Yên yêu chèo đến lạ, tức là họ say mê tập luyện. Thậm chí tôi biết là có những người cả tháng rời, công việc thì cũng có thể là bớt chút rất nhiều công việc để mà ngày đêm tập luyện. Và họ có thể nói là cùng với lại các thầy mời được cả các nghệ sĩ cạo cội ở các tỉnh, ở thành phố Hà Nội, rồi các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp về dạy trống, dạy đàn, dạy hát, rồi là thậm chí là mời về tận quê để viết lời, viết bài ca, rồi viết ca cả hoạt cảnh để giàn dựng. Đó là cái điều mà rất trân quý. Và chính họ, chính những người nghệ sĩ không chuyên của Hưng Yên ấy đã làm nên những thành công rực rỡ của những cuộc thi, những cuộc giao lưu mà Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức. Tôi có thể tự hào và nói rằng là Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên là một trong những đài giữ gìn văn hóa truyền thống cách mạnh nhất, tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì là hàng năm đài đều có những cái chương trình vừa là tôn vinh nghệ sĩ, vừa là động viên phong trào quần chúng, vừa là tạo một cái nét riêng, phong cách riêng cho đài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được trò chuyện với soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, người đã có nhiều đóng góp vào việc giữ gìn các làn điệu truyền thống của dân tộc. Cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc nhà báo, soạn giả Mai Văn Lạng và gia đình nhiều sức khỏe và ngày càng có nhiều đóng góp vào việc giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc. Soạn giả Mai Văn Lạng đã sáng tác và chuyển thể nhiều bài hát chèo ca ngợi đất và người Hưng Yên. Song nổi tiếng và ấn tượng hơn cả là tác phẩm Mình Về Phố Hiến Cùng Em, chuyển thể từ bài thơ Về Hưng Yên của nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Bài thơ ra đời ngày 1 tháng 1 năm 1997 trong một sự kiện trọng đại,
đó là ngày tái lập tỉnh Hưng Yên. Bài thơ về Hưng Yên là bài thơ viết trên chặng đường hơn 40 cây số từ thị xã Hải Dương về thị xã Hưng Yên. Một cảm xúc chủ đạo là tự hào, hào sảng và tin tưởng là cái vùng quê này sẽ đổi mới và sẽ phát triển. Những vần thơ ý nghĩa, sâu lắng, gửi gắm cảm xúc và nỗi niềm của tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào trong ngày đầu tái lập tỉnh đã được soạn giả Mai Văn Lạng đồng điệu, cảm thụ sâu sắc để chuyển thể thành công sang nghệ thuật chèo. Một cái bài có vẻ như cứng, có nhiều yếu tố về cái chính đoạn. Mạnh Lạng chuyển thể sang một cái bài hát chèo như vậy, tôi thấy rất hợp lý và rất là hay. Mà giữ nguyên được, cơ bản giữ nguyên được cái tinh thần của bài thơ, giữ nguyên được các câu thơ. Vì cái làn điệu của chèo mà anh cần phải thay đổi, anh cần phải biến tấu một chút, thì anh đều hỏi ý kiến và hai anh em bàn nhau về những cái biến tấu đấy. Thì cái đó là tôi thấy anh Đặng cái phẩm chất của một người nghệ sĩ, một người soạn giả để phổ thơ là tôi rất là trân trọng và rất là quý mến. Trước khi nói lời chia tay, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe một làn điệu chèo do soạn giả Mai Văn Lạng chuyển thể từ bài thơ của nhà thơ Nguyễn Khắc Hào qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Phương Mây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
mi tràn mắt mát đôi thương. Giờ hồi sinh nghi đất nề nước yên ta đâu vẫn đẹp mạnh rồi. Trở về